Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác thành phố Daejeon của Hàn Quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2019, yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và vốn trái phiếu chính phủ. Các địa phương tổ chức gặp mặt tuyên dương các doanh nghiệp doanh nhân nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Nhiều hộ dân sử dụng nước sạch cố tình không trả tiền gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố Daejeon, Hàn Quốc, sang thăm làm việc và tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Hưng Yên, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành và huyện Ân Thi. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh những hoạt động tình nguyện của đoàn rất có ý nghĩa. Đây cũng là cơ hội để hai tỉnh giao lưu, học hỏi, góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Daejeon nói riêng và Việt Nam Hàn Quốc nói chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi tạo mọi điều kiện để đoàn triển khai các hoạt động tình nguyện được thuận lợi. Theo kế hoạch, các hoạt động tình nguyện của đoàn diễn ra tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10, chủ yếu là hỗ trợ xây dựng sân bóng đá, đo thị lực, tặng kính cho người cao tuổi, làm đồ dùng sinh hoạt tặng cho một số gia đình tham gia chương trình, giao lưu văn hóa văn nghệ, thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các tình nguyện viên tham gia chương trình là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của Hàn Quốc. Ngoài ra, đoàn còn triển khai một số chương trình hợp tác với các sở ngành địa phương trong tỉnh về du học và y tế. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 9 tháng năm 2019, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,82%, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ, đạt trên 70% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt gần 10.400 tỷ đồng, tăng trên 80% kế hoạch năm, tăng gần 25%. Tiếp nhận 88 dự án đầu tư mới, bao gồm 57 dự án đầu tư trong nước và 31 dự án nước ngoài. Đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công là 2.494 tỷ đồng, đạt trên 66% kế hoạch. Một số nguồn vốn tiến độ giải ngân thấp như vốn trái phiếu chính phủ đạt 1,8%, vốn ODA đạt 23,6%. Nguyên nhân, một số dự án đã có khối lượng thi công nhưng chủ đầu tư và nhà thầu chưa tích cực phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán nên chưa giải ngân vốn. Còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, có nhà thầu chưa tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án, nhất là dự án ODA. Năng lực nhà thầu tư vấn, nhà thầu phụ xây dựng ở một số dự án còn nhiều hạn chế, dẫn đến phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế dự toán. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao sự cố gắng của các sở ngành, các địa phương đã nỗ lực điều hành, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Từ nay đến cuối năm, để đạt chỉ tiêu phát triển trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành và các địa phương cần đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp trong quy hoạch, xây dựng các khu cụm công nghiệp tránh tình trạng chia lẻ. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát những dự án chậm kế hoạch để tiến hành thu hồi theo quy định. Ngành nông nghiệp cùng với các địa phương cần tập trung xử lý dứt điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi để Hưng Yên sớm công bố hết dịch và tổ chức tái đàn. Các huyện cần đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình để giải ngân nguồn vốn công. Đặc biệt, đối với những công trình dự án công triển khai chậm tiến độ, cần kiên quyết xử lý. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát để xóa nhà tranh, nhà xuống cấp cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, xử lý tốt tình trạng nợ đọng trốn thuế. Đối với việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố, cần phải quyết liệt căn cứ vào lịch sử văn hóa tôn giáo, truyền thống của từng địa phương để tổ chức, làm sao tạo sự đoàn kết và đồng tình ủng hộ của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung xử lý tốt tình trạng lấn chiếm đất đai, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự, quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, chấn chỉnh khai thác tài nguyên khoáng sản, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phục vụ công vụ và phát triển. Sáng nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh tổ chức tổng kết công tác điều tra giai đoạn 2009-2019. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đến nay, dân số Hưng Yên đạt 1.252.731 người, tăng hơn 124.000 người so với năm 2009. Mật độ là 1.347 người trên 1 km vuông. Tỷ lệ giới tính là 626.817 nam trên 625.914 nữ. Toàn tỉnh có 377.852 hộ gia đình, tăng 51.344 hộ so với năm 2009. Tỷ lệ nhà kiên cố đạt 99,93%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 25,9 m2 trên người, cao hơn mức trung bình cả nước gần 2 m2 một người. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hưng Yên năm 2019 đã biểu dương và ghi nhận kết quả công tác của toàn thể các điều tra viên và các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên cần báo cáo kết quả điều tra sớm nhất với Trung ương, in sao tài liệu, kết quả điều tra phát hành rộng rãi để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân biết, nhằm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong thời gian tới. Nhân dịp này, 56 tập thể và cá nhân đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Hội nghị triển khai thực hiện đề án số 11 ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, việc hợp nhất giúp cho tổ chức Đảng hợp lý, khoa học hơn, phù hợp với chủ trương của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Bình yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh cần đẩy nhanh kế hoạch thực hiện đề án 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, thực hiện bàn giao các chi Đảng bộ cơ sở theo kế hoạch. Mọi công việc cần thực hiện nhanh gọn theo hướng dẫn, tránh tình trạng kéo dài. Huyện Văn Lâm vừa tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện và giải đáp khó khăn vướng mắc nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm và các doanh nhân, chủ doanh nghiệp tiêu biểu trong huyện. Huyện Văn Lâm hiện có hơn 1.600 công ty, doanh nghiệp hoạt động. Ngoài đóng góp về phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách nhà nước, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp còn giải quyết trên 58.000 việc làm, với thu nhập bình quân hàng tháng từ 4,5 đến 5 triệu đồng. 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 57.500 tỷ đồng, doanh thu của hộ cá thể đạt trên 2.300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 1.800 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đánh giá về những thay đổi trong giải quyết thủ tục hành chính các cấp trong huyện đảm bảo nhanh gọn. Huyện tổ chức nhiều hội nghị gặp mặt, đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đối với những kiến nghị của doanh nghiệp về hỗ trợ trong tiếp cận đất đai để triển khai dự án đúng tiến độ, xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp trốn thuế, chậm triển khai dự án và doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường và một số lĩnh vực khác đã được lãnh đạo huyện cùng các ngành chuyên môn trả lời, giải đáp. Hội Doanh nghiệp huyện Kim Động có hơn 30 thành viên là các chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập ổn định. Hội Doanh nghiệp huyện thường xuyên đẩy mạnh kết nối giữa hội với các hội viên, kịp thời phản ánh kiến nghị đề xuất của hội viên với cấp ủy Đảng, chính quyền, hỗ trợ hội viên khắc phục những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Bên cạnh lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, như tài trợ kinh phí, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện. Nhằm cung cấp ra thị trường sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hiện tại các nhà vườn trồng cam trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang tập trung chăm sóc cam Hưng Yên theo tiêu chuẩn VietGAP. thành phố Hưng Yên có gần 150 ha cam, chủ yếu là cam Hưng Yên và cam đường canh, trong đó có gần 60 ha cam được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, tập trung tại xã Quảng Châu và phường Lam Sơn, do được hướng dẫn chăm sóc theo khoa học kỹ thuật, quy trình chăm sóc cam VietGAP, cộng với kinh nghiệm tích lũy được của các hộ, nên vụ cam năm 2019 này cho quả sai mẫu mã đẹp, ước sản lượng toàn thành phố được thu gần 2.700 tấn quả. Chỉ khoảng hơn một tháng nữa, cam Hưng Yên sẽ được thu hoạch. Để việc xuất bán được thuận lợi, hiện các hộ đang tập trung chăm sóc công đoạn cuối cùng như ngoài việc giữ cho vườn không bị ngập úng, hàng ngày cây đầu tưới nước, đặc biệt bổ sung thêm dưỡng chất được ngâm ủ từ đậu tương để tăng chất lượng quả. Nhiều diện tích cây cảnh ở thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với các giống cây trồng khác. Nghề trồng cây cảnh được nông dân thôn Ốc Nhiêu tìm hiểu và hỏi kinh nghiệm từ những hộ dân trồng cây cảnh lâu năm và qua đài báo Internet. Đến nay, các hộ dân đều nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc, cách ươm, ghép cây cảnh. Diện tích cây cảnh ở thôn ngày càng mở rộng. Ban đầu chỉ có vài hộ trồng, mà nay con số đã lên đến 35 hộ, với tổng diện tích trên 5 ha. Điển hình như hộ anh Chu Văn Linh có diện tích trồng cây cảnh 2 ha, các anh Nguyễn Phú Sơn, Ngô Huy Sáu. Các giống cây cảnh ở đây chủ yếu gồm cây trà, cây trạng nguyên và các loại hoa mẫu đơn, hoa hải đường. Trồng và chăm sóc cây cảnh cần nhiều công đoạn và tỉ mỉ, nhưng giá trị kinh tế lại cao. Như một cây trà 3 năm giá dao động từ 450 đến 600.000 đồng. Nếu trồng 5 năm được bán với giá từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Với cây trà chi, trồng sau 5 năm có chiều cao 1 mét, chỉ có một thân thì có giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Trung bình một sào trồng cây cảnh của thôn Ốc Nhiêu thu về từ 160 đến 170 triệu đồng một năm, trừ chi phí thu lãi trên 80 triệu đồng. Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên có trên 3.100 hộ dân, trong số đó chỉ có gần 20% hộ được sử dụng nước sạch, còn lại vẫn phải sử dụng nước giếng khoan và nước mưa để ăn uống và sinh hoạt. Theo phản ánh của nhân dân, mặc dù dự án cấp nước của xã được triển khai từ đầu năm 2018, nhưng đến nay, sau gần 2 năm triển khai, mới chỉ có 50% các tuyến đường được lắp đặt ống nước, còn lại các tuyến đường trong thôn xóm chưa được lắp đặt. Bên cạnh đó, phần lớn các tuyến đường chỉ được chôn một đường ống nước, các hộ dân phía đường còn lại muốn sử dụng phải cắt đường bê tông để đấu nối. Trước nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao của nhân dân, Công ty Cổ phần Nước Sạch Hưng Yên cần đẩy nhanh tiến độ sớm cấp nước cho bà con sử dụng để đảm bảo sức khỏe. Thời gian qua, một số hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt nhưng lại cố tình chây ỳ trả chậm hoặc chống đối không trả tiền, gây rất nhiều khó khăn cho các nhà máy sản xuất và kinh doanh nước trên địa bàn tỉnh. Không giống như lĩnh vực điện hoặc viễn thông, nếu không trả hoặc trả chậm trong tháng mà không có lý do chính đáng, vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, các doanh nghiệp sẽ đơn phương cắt các dịch vụ. Với các nhà máy nước, khi tới tháo công tơ nước thì người dân sẽ chuyển sang sử dụng nước giếng hoặc nước mưa. Thậm chí, nếu đoàn đến cắt nước sẽ bị chống đối như đã xảy ra tại xã Phùng Hưng hay xã Đông Kết, huyện Khoái Châu. Việc không nộp tiền nước thì đã vi phạm vào quy định của pháp luật và vi phạm vào cái hợp đồng giữa hai bên đã ký. Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Hưng Phát, đơn vị chủ đầu tư nhà máy nước sạch Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, dù chỉ quản lý địa bàn 14 xã của huyện Khoái Châu và Văn Giang, song mỗi tháng đều có vài chục hộ nợ tiền nước. Có những hộ nợ cả năm liền không trả. Số tiền nợ tháng cao điểm toàn công ty lên tới trên 20 triệu đồng. Chủ yếu, các hộ dân vin vào lý do là muốn đơn vị trừ nhanh khoản đầu tư công tơ ban đầu, trong khi theo quy định thì các khoản này không thể trừ ngay được. Trước đây thì họ cũng đã đầu tư tiền đồng hồ rồi, nhưng mà sau này thì vì một số nguồn cái thông tin nó không chính thống thì họ yêu cầu và họ bây giờ là họ không thanh toán tiền nước sạch sử dụng hàng tháng, để họ cái yêu cầu là trừ lại cái tiền đồng hồ cho họ là phải 100% mỗi ngày. Cho nên là cái chính vì cái lý do về nhận thức về cái việc lắp đặt đồng hồ cho nên sinh ra một số hộ trước mắt là họ không thanh toán cái tiền sử dụng nước sạch hàng tháng. Việc chây ỳ, không trả hoặc cố tình trả chậm tiền nước của các hộ dân không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh nước sạch mà còn tạo sự không công bằng cho các hộ dân hàng xóm đã tự giác trả tiền theo quy định. Bây giờ người ta nước ta mang đến cho mình đến tận ngõ rồi, là coi mình đã sinh hoạt rồi thì bây giờ mình phải lên đóng. Nếu mình không sử dụng nữa thì mình xin cắt cũng được. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang về đấu nối đồng hồ cấp nước, phương án giá nước. Theo đó, kinh phí huy động đấu nối sử dụng nước sạch được trừ dần vào tiền sử dụng hàng tháng. Mức khấu trừ tối thiểu 10% giá trị tiền nước hàng tháng hoặc không tính vào chi phí hình thành giá nước để giảm chi phí chi trả tiền nước của các hộ dân. Quy định là vậy, nhưng mỗi tháng vẫn có hàng trăm hộ dân của tỉnh ta không chịu trả tiền nước. Vừa qua, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học dạy và học môn ngữ văn trong bối cảnh hiện nay và ra mắt câu lạc bộ văn học Phượng Hồng. Dự hội thảo có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà văn, nhà phê bình văn học cùng đông đảo giáo viên và học sinh khối xã hội Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên. Tại hội thảo, các giáo viên bộ môn ngữ văn Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên đã tham luận về các vấn đề dạy và học môn ngữ văn trong bối cảnh hiện nay, những thuận lợi và khó khăn trong môi trường hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, đồng thời đề xuất kiến nghị những bất cập về khung chương trình văn học trong sách giáo khoa, cách kiểm tra, đánh giá bộ môn ngữ văn đối với học sinh. Tại hội thảo, giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên đã có dịp giao lưu với các nhà văn, nhà phê bình văn học nổi tiếng về sự phát triển của văn học, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc học và sáng tác thơ văn. Nhân dịp này, nhà trường đã thành lập câu lạc bộ văn học Phượng Hồng, thu hút 42 thành viên là giáo viên, môn văn và các em học sinh khối khoa học xã hội tham gia. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các cơ sở y tế sẽ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ sở y tế, giúp giảm thủ tục thời gian chờ đợi cho người bệnh, giảm áp lực cho nhân viên y tế, giúp bệnh viện thông thoáng hơn. Hôm nay, vợ chồng anh Vương Văn Thắng và chị Trần Thị Tuyết nằm tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Phố Nối được ra viện sau gần một tuần nằm tại đây. Được các bác sĩ thông báo từ sáng, làm các thủ tục giấy tờ, đến chiều anh Thắng mới có thể thanh toán viện phí cho vợ. Tôi ngồi đây khoảng tầm 30 phút, hiện giờ lại chưa lượt, còn không biết là tiếp theo bao lâu. Còn thanh toán bằng thẻ thì nếu như mà tôi nghĩ tầm tuổi tôi, như tôi đổ lại tầm 40 mấy tuổi đổ lại thì là tương đối là phù hợp, hoặc là trẻ hơn thì sẽ hợp. Nhưng mà với các người già tôi nghĩ là không phù hợp. Đồng quan điểm với anh Thắng, những người trẻ thì cảm thấy phương thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ mang lại nhiều lợi ích, song cũng còn nhiều băn khoăn. Nếu mà ứng dụng trên thẻ hoặc là qua mạng internet đấy, em thấy nó là rất là tốt đấy, và bớt được rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, mình không phải ra ngoài đi lại, mình không phải chờ đợi đấy. Nhưng mà nó tốt như thế, nhưng mà cơ bản là phải được vào thực tế và nó phải là như là tránh được cái là ùn tắc nghẽn mạng. Thực tế hiện nay, người bệnh có thói quen tiêu tiền mặt vì đa số có thu nhập từ thấp đến trung bình. Nhiều người làm nông nghiệp hoặc sống ở làng quê ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và mơ hồ với khái niệm thẻ, tài khoản. Đó cũng là một trong những lý do họ chỉ thích dùng tiền mặt như hiện nay. Với những nhân viên trực tiếp làm công việc thu viện phí, thanh toán viện phí tại viện, thì việc tiến tới thanh toán qua thẻ thực sự là việc làm cần thiết. Tôi thấy là cái việc thanh toán qua thẻ này thì nó sẽ giảm tải được cái việc đi lại của bệnh nhân giữa các phòng, không phải ra cái chỗ quầy thanh toán nhiều lần. Trả bằng tiền mặt ấy thì nó sẽ xảy ra nhầm lẫn, ví dụ như là mình trả thừa tiền hoặc là trả thiếu tiền. Thay vì mang theo tiền mặt khi đi khám, chữa bệnh, vừa mất thời gian chờ đợi, vừa đối mặt với nguy cơ bị móc túi, trộm cắp, người bệnh có thể sử dụng hình thức thanh toán điện tử với thao tác quẹt thẻ đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn. Tại hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử từ không dùng tiền mặt trong ngành y tế do Bộ Y tế tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quán triệt trong toàn ngành về ý nghĩa và lợi ích của phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đơn vị và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện áp dụng phương thức thanh toán mới. Các đơn vị trong toàn ngành phải có kế hoạch hành động, bố trí nguồn lực và các điều kiện để thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện của đơn vị. Xây dựng và hoàn thiện phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện để kết nối với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán chi phí. Các cơ sở khám chữa bệnh chủ động triển khai nhiều hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Trong trường hợp người dân không có thẻ, không có tài khoản ngân hàng, các cơ sở y tế phải phối hợp với ngân hàng có giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt thuận tiện, phù hợp với điều kiện, lối sống của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.